Xin chào cả gia đình mình nha. Hôm nay Hạnh sẽ chia sẻ đến cả gia đình mình đó là một cái món gỏi. Món gỏi thì có thể là món ăn ăn cơm nè, hay hoặc là món ăn đãi tiệc, món khai vị cho các cái bữa tiệc đó cả nhà. Thì gỏi ngày hôm nay Hạnh dùng sẽ là gỏi củ cải trắng và củ cải đỏ. Mình trộn gỏi như thế nào để cho gỏi của mình nó ít ra nước nhất nè, và cái bí quyết để cho gỏi nó đậm đà, thơm ngon, cũng như là cái cách mà mình làm sao để giữ được cái độ giòn cho gỏi, thì ngày hôm nay Hạnh sẽ chia sẻ đến cả nhà mình những cái bí quyết để có một cái dĩa gỏi ngon nha. Còn bây giờ thì Hạnh xin mời cả nhà mình vào bếp ạ. Gỏi ngày hôm nay thì Hạnh dùng cái nguyên liệu khá là đơn giản luôn cả nhà. Mình sẽ dùng củ cải trắng và củ cải đỏ nè. Ở đây thì Hạnh có 850g củ cải trắng đã gọt sạch rồi, và thêm khoảng 300g củ cải đỏ nữa. Cái phần củ cải trắng và củ cải đỏ này thì tùy thích mình có thể dùng số lượng nhiều ít tùy thích mình nha. Hạnh có 300g tôm, và Hạnh có hai cái miếng mỏ heo đã luộc rồi, luộc chín rồi. Cái này khoảng chừng hơn nửa ký đó cả nhà, khoảng 600g. Thì cái này mình mua sống về thì mình sẽ cạo rửa thật là sạch và chà bớt muối cho kỹ ha. Tại vì cái mỏ hình thường nó sẽ có mùi, và mình sẽ cho lên trên bếp mình luộc với lại nước có thêm một ít củ hành tím và một ít sả hoặc là gừng. Rồi mình cho một ít gia vị vào trong cái nước luộc, mình luộc luôn. Luộc xong thì mình sẽ vớt ra cho vào trong nước đá lạnh để giữ cái độ giòn cho cái phần mỏ heo của mình ha. Ngoài mỏ heo thì mình cũng có thể dùng tay heo hoặc là thịt ba rọi cũng được ạ. Để tạo cho cái độ chua cho cái món gỏi thì ở đây Hạnh có dùng tắc và rau răm nè, tỏi ớt để lát nữa mình làm nước mắm cũng như là cái nước trộn gỏi, các gia vị đi kèm như là đường, bột ngọt, nước mắm và tương ớt. Đầu tiên thì mình sẽ đi luộc tôm nha. Mình sẽ cho vào trong nồi một ít nước nè. Mình sẽ cho vào một ít muối, một ít đường, khoảng một muỗng cà phê và một xíu xíu bột ngọt. Mình luộc cái gì mình cũng cho gia vị vô thì nó sẽ ngon hơn cả nhà, nó sẽ không có bị lạ cái đồ ăn của mình. Mình sẽ cho cái phần tôm vô luộc nè. Khi mà nước sôi thì mình cho vô luộc. Mình luộc tôm thì mình luộc ít nước thôi để giữ cái độ ngọt cho tôm đó cả nhà. Mình luộc tôm trên lửa lớn khoảng chừng 5 phút thì tôm mình nó đỏ lên và nó cong lại, nó đã chín rồi đó cả nhà. Mình luộc cho tôm nó vừa chín thôi, chín quá thì nó sẽ không có ngon nữa. Và mình sẽ ngâm tôm vào trong nước đá lạnh để giữ cái độ săn chắc cũng như là cái độ ngọt cho tôm nha. Bây giờ thì Hạnh sẽ tắt bếp luôn. Ngâm xong thì mình sẽ đi sắc cái phần củ cải. Và củ cải này mình có thể sắc sắc con giống như là cái cọng ngó sen á cả nhà. Mình sẽ sắc xéo dày khoảng chừng 2mm. Rồi xong, sau đó thì mình có thể dùng cái bàn chặn gợn sóng như thế này, mình chặn sợi dài lại để cho nó đẹp. Nếu không thì mình không có cái bàn chặn này thì mình dùng dao mình sắc luôn cũng được cả nhà. Đó, bây giờ mình sẽ chặn như thế này để mình được những cái sợi cải như thế này nè cả nhà. Cà rốt thì mình cũng sẽ làm tương tự giống như củ cải trắng. Mình sẽ làm những cái sợi như vậy. Xong rồi bây giờ mình sẽ cho vào trong này là khoảng chừng 3 muỗng cà phê muối. Và mình sẽ ngâm cái cải này ở trong muối để cho nó ra nước, và đồng thời là nó ra cái chất hăng nồng ở trong cái củ cải trắng đó cả nhà. Mình sẽ trộn với muối như thế này là một chút xíu nó sẽ xìu xuống và nó ra nước nha. Thì mình đã lột vỏ rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ đi sắc cái phần thịt mỏ heo. Mình sẽ sắc mỏng nó ra như thế này. Theo thì mình sẽ cắt cái phần tắc để mà mình đi lấy nước, mình trộn gỏi và làm nước mắm. Ngoài tắc thì mình có thể dùng chanh hoặc là giấm, nhưng mà tắc thì nó sẽ cho mùi thơm hơn. Tiếp theo là mình sẽ đi băm cái phần hành tỏi để mình làm nước trộn gỏi cũng như là nước mắm nha.
cải đỏ sau khi mà ngâm với lại muối á, khoảng chừng 20 phút á, thì nó sẽ ra nước như thế này và nó xèo xuống rồi nè cả nhà, nó dịu xuống rồi. Bây giờ mình sẽ đi xả qua nước lạnh cho nó hết mặn, xong rồi mình vắt cho nó ráo nước nha. Sau khi mà mình đã xả qua nhiều lần nước lạnh rồi nè cả nhà, thì bây giờ mình sẽ vắt cho nó ráo cái phần nước ha. Mình vắt cũng nhẹ nhẹ tay thôi để cho nó khỏi bị gãy cũng như là nó bị nhèo á cả nhà. Mình vắt cho nó ráo nước. Thì anh sẽ đi pha cái nước trộn gỏi cũng như nước mắm để mình chấm ha. Chén bên trái sẽ là chén nước mắm trộn gỏi nha cả nhà, chén bên phải là chén nước mắm chấm. Mình sẽ cho vào trong cái chén nước trộn gỏi là 4 muỗng canh đường. Và sẽ cho vào trong cái chén nước mắm là 2 muỗng canh đường. Với 4 muỗng canh đường thì mình sẽ múc 4 muỗng canh nước cốt tắc nha cả nhà. Tỷ lệ là 1:1. Và mình chỉ cho vào trong cái phần nước mắm chấm của mình là nửa muỗng canh nước cốt tắc thôi. Cho vào trong cái nước trộn gỏi là 1 muỗng canh nước mắm. Và 2 muỗng canh nước mắm cho cái chén nước mắm chấm. Đối với cái phần nước trộn gỏi thì mình sẽ cho thêm 1 muỗng canh nước 1 muỗng canh tương ớt cả nhà, để cho cái phần nước gỏi của mình nó sánh ngon hơn và nó có cái vị cay cay nhẹ nhẹ. Còn nước mắm chấm thì mình không có cho ha. Thì Hạnh không có cho nước, còn cái phần nước mắm chấm thì Hạnh sẽ cho vào trong này là 2 muỗng canh nước. Mình sẽ trộn đều cả hai lên. Cái nước mắm chấm nó còn hơi mặn đó cả nhà, cho nên là Hạnh sẽ cho vào trong cái chén nước mắm chấm này thêm 2 muỗng canh đường nữa ha. Nước mắm chấm gỏi là nó đã vừa ăn rồi đó cả nhà. Hạnh sẽ nhắc lại cái định lượng ha. Hạnh đã cho vào trong này là 4 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước mắm và 2 muỗng canh nước, nửa muỗng canh nước cốt tắc. Hoặc là mình cứ nêm nếm theo gia vị cho vừa với gia vị ăn của gia đình mình nha. Bây giờ sau khi mà quậy tan đường rồi thì Hạnh sẽ cho một ít tỏi ớt lên trên mặt của cái chén nước mắm nè. Phần nửa còn lại thì mình sẽ cho vào trong nước trộn gỏi, nhưng mà mình không có cho bây giờ nha cả nhà. Phần củ cải sau khi mà Hạnh đã vắt ráo nước rồi nè cả nhà, thì thường khi mà mình trộn gỏi thì mình hay mắc cái lỗi là gỏi của mình nó sẽ bị ra nước và nó không có được đậm đà đó cả nhà. Để khắc phục cái lỗi đó thì cần có một số cái chú ý, như là thứ nhất là những cái nguyên liệu mà mình cho vào trong trộn gỏi đó mình phải đảm bảo là nó ráo nước ha, nó không có còn nước. Và có một cái bí quyết thứ hai là để giúp cho cái phần gỏi của mình nó đậm đà và nó không ra nước nữa, đó là mình sẽ trộn hai lần cái nước sốt ha. Mình sẽ pha cái nước sốt này tương đối nhiều một tí. Bây giờ thì đầu tiên thì Hạnh sẽ chỉ cho để cái phần củ cải thôi, mình chưa có cho rau răm hay là thịt gì vô hết trơn á. Cái nước trộn gỏi này mình cũng không có cho tỏi ớt vô luôn. Và bây giờ Hạnh sẽ cho 3 muỗng canh nước trộn gỏi này vô trong cái phần củ cải của mình trước. Sau đó thì mình sẽ trộn lên cho cái phần nước sốt đó nó ngấm vào trong cái phần cải của mình. Và nó giúp cho cái cải của mình nó ra nước thêm một lần nữa ha. Tại vì làm gì làm thì trong lúc mình vắt á, thì nó cũng sẽ chưa có hết hẳn nước đâu cả nhà. Đó, bây giờ thì Hạnh sẽ trộn lên và mình sẽ để ở đây khoảng chừng 2 cho đến 3 phút. Để cái nước trộn gỏi vô khoảng 2 đến 3 phút nè cả nhà, thì cái gỏi của mình nó lại ra nước rồi nè. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi chắc bỏ cái phần nước này. Cái phần nước gỏi nó ra rồi đó cả nhà. Thì bây giờ thì mình mới cho cái phần gỏi ớt vào trong cái chén sốt trộn nha cả nhà. Tại vì hồi nãy Hạnh không có cho là do là mình chắc bỏ nước đó, nếu như mình cho thì nó bị phí. Rồi bây giờ Hạnh sẽ trộn đều lên. Mình sẽ thêm rau răm nè. Cái này thì nếu như mình thích thì mình cũng có thể thêm một ít hành tây nè. Hành tây thì mình sẽ sắc mỏng ra rồi mình ngâm với nước đá cho nó bớt hăng, cho nó giòn. Hoặc là mình có thể thêm ớt sừng mình sắc sợi á, cho nó đẹp cũng được. Rồi bây giờ thì Hạnh sẽ cho một nửa cái phần thịt vô, cũng như là một ít cái phần tôm vô luôn. Mình sẽ chừa lại vài con để mình để ở trên mặt mình trang trí nha. Bây giờ thì Hạnh sẽ rưới cái phần nước sốt trộn gỏi vô nè cả nhà. Bây giờ cái nước sốt nó rất là hấp dẫn luôn nè. Mình sẽ cho từ từ ha, cho đến khi nào mà mình nếm mình thấy nó vừa ăn là được rồi. Mình sẽ cho vô trong này là khoảng chừng 4 muỗng canh. Rồi mình sẽ trộn nhẹ nhàng lên cho cái phần gỏi của mình nó ngấm gia vị mà nó không có bị nhầu ha, nó không có bị xìu á cả nhà.
Cái phần gỏi nó rất là thấm gia vị rồi đó cả nhà. Và mình sẽ cho ra dĩa mình ăn luôn ha. Nhớ điều chỉnh lại gia vị theo khẩu vị của gia đình mình nha. Và cái phần gỏi này thì mình trộn xong là mình sẽ ăn liền để giữ được cái độ giòn. Bây giờ thì Hạnh sẽ cho cái phần gỏi của mình ra dĩa nè. Cho gỏi ra dĩa rồi cả nhà ơi, mình sẽ thêm một ít cái phần hành phi á, mình rải lên trên nữa để cho cái gỏi của mình nó được thơm ngon hấp dẫn hơn nữa nha. Thì cái hành phi này Hạnh đã có chia sẻ về cái clip làm hành phi rồi. Hành phi rất là giòn luôn, để được lâu và thơm ngon, rất là dễ làm. Thì mọi người có quan tâm thì mình có thể xem lại trên kênh giúp Hạnh nha, hoặc là theo cái đường link mô tả phía dưới video này. Mình sẽ chấm với lại cái phần nước mắm mà hồi nãy Hạnh đã chia sẻ rồi đó. Vậy là Hạnh đã có một cái món gỏi cho gia đình mình rồi đó. Có món này mình có thể dùng làm món ăn cơm nè, hoặc là món đãi tiệc, món khai vị trong những cái bữa tiệc nho nhỏ, rất là hợp lý luôn cả nhà ơi. Và Tết ngày xưa thì người ta cũng rất là hay ăn cái món gỏi củ cải này. Nguyên liệu rất là dễ làm. Mong là cả nhà sẽ thích cái món ăn này. Và đừng quên đăng ký cũng như là like video, chia sẻ kênh đến người thân và bạn bè để Hạnh có động lực chia sẻ thêm nhiều video hay hơn nữa, hấp dẫn hơn nữa đến cả gia đình mình nha. Và mọi người cũng đừng quên nhấn vào nút cái chuông để khi có clip mới thì YouTube sẽ thông báo cho cả gia đình mình biết. Cũng như là để lại bình luận góp ý cho Hạnh để Hạnh sẽ hoàn thiện hơn ở những video sau. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà. Hạnh sẽ đi ăn trưa đây.